Chúng con cũng xin được phúc trình Đức Cha là hôm nay trong nhà nguyện này không còn một chỗ trống và ở ngoài rất là đông. Xin tạ ơn Chúa, xin tạ Đức Mẹ. Giờ đây chúng con muốn nghe thông báo chính thức của Đức Cha, lễ hành hương Minh Niên và những lời huấn đức và ngọc của Đức Cha trong ngày hành hương đầu năm mới dương lịch. Cùng với Đức ông Bình Sơn và cha cố Giuse đang thực hiện xây dựng công trình của núi Cúi, chúng tôi chân thành cảm ơn anh trưởng ban tổ chức thánh lễ hàng đầu tháng. Cùng với các ngài, chúng tôi xin được chúc mừng và xin Chúa là mùa xuân vĩnh cửu ban bình an cho tất cả chúng ta. Một mùa xuân tràn đầy ân sủng và bình an của Chúa. Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, tạo dựng chúng ta giống hình ảnh của Chúa. Chúa đã yêu thương chúng ta, sai con một của Ngài đến trần gian này, ở giữa chúng ta và sống với chúng ta, đặc biệt trong gia đình thánh gia, để nêu gương cho chúng ta, để mỗi người chúng ta nhờ tình yêu của Thiên Chúa ban, chúng ta biết đóng đúng cái vai trò của mình trong gia đình. Những người cha, người mẹ, người con trong gia đình thánh gia, chúng ta cũng thấy gặp muôn vàn những khó khăn, những trở ngại. Có lẽ buổi đầu còn khó khăn và trong suốt cuộc đời còn khó khăn và đau khổ hơn chúng ta nhiều. Nếu chúng ta nhìn đến và đọc trong kỹ trong Thánh Kinh thì chúng ta thấy gia đình của thánh gia gặp khó khăn đến chừng nào. Nhưng các ngài đã vượt qua và đã nên gương thánh cho chúng ta, vì có Chúa Giêsu là nguồn tình yêu. Chúng con cũng xin được phúc trình Đức Cha là hôm nay trong nhà nguyện này không còn một chỗ trống và ở ngoài rất là đông. Xin tạ ơn Chúa, xin tạ Đức Mẹ. Giờ đây chúng con muốn nghe thông báo chính thức của Đức Cha, lễ hành hương Minh Niên và những lời huấn đức và ngọc của Đức Cha trong ngày hành hương đầu năm mới dương lịch. Cùng với Đức ông Bình Sơn và cha cố Giuse đang thực hiện xây dựng công trình của núi Cúi, chúng tôi chân thành cảm ơn anh trưởng ban tổ chức thánh lễ hàng đầu tháng. Cùng với các ngài, chúng tôi xin được chúc mừng và xin Chúa là mùa xuân vĩnh cửu ban bình an
cho tất cả chúng ta một mùa xuân tràn đầy ân sủng và bình an của Chúa. Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, tạo dựng chúng ta giống hình ảnh của Chúa. Chúa đã yêu thương chúng ta, sai con một của Ngài đến trần gian này, ở giữa chúng ta và sống với chúng ta, đặc biệt trong gia đình thánh gia, để nêu gương cho chúng ta, để mỗi người chúng ta nhờ tình yêu của Thiên Chúa ban, chúng ta biết đúng cái vai trò của mình trong gia đình. Những người cha, người mẹ, người con trong gia đình thánh gia, chúng ta cũng thấy gặp muôn vàn những khó khăn, những trở ngại. Có lẽ buổi đầu còn khó khăn, và trong suốt cuộc đời còn khó khăn và đau khổ hơn chúng ta nhiều. Nếu chúng ta nhìn đến và đọc trong kỹ trong Thánh Kinh thì chúng ta thấy gia đình của thánh gia gặp khó khăn đến chừng nào, nhưng các ngài đã vượt qua và đã nên gương thánh cho chúng ta, vì có Chúa Giêsu là nguồn tình yêu. Chính Ngài là tình yêu và mọi thông tình yêu đó cho chúng ta, và thánh gia đã vượt qua tất cả những khó khăn. Hôm nay là mẫu gương cho mọi người chúng ta. Chúng ta nhìn xem gia đình của chúng ta, gia đình nào mà không có khó khăn, khó khăn về tinh thần, khó khăn về vật chất. Và nhất nữa là chúng ta nhìn thế giới hôm nay đang vật lộn, đang đau khổ vì những tai họa xảy đến cho mọi người, và nhất nữa là cho các gia đình. Họ không được bình an, họ phải đau khổ và không có lối thoát, là vì họ không có Chúa, họ đã bỏ Chúa, họ đã xa Chúa. Và chính vì vậy cho nên họ gặp đau khổ và tai họa xảy đến cho gia đình, cho xã hội hôm nay. Chúng ta năm mới cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta, cho gia đình chúng ta, cho giáo phận, cho thế giới hôm nay, để mỗi người có được Chúa ở với, có Chúa hiện diện. Có Chúa là có tất cả, mất Chúa là mất hết tất cả và tràn ngập trong đau khổ. Xin được chúc mừng cho anh trưởng cũng như tất cả cộng đồng chúng ta đang hiện diện ở đây. Một năm mới có Chúa luôn ở với, có Chúa đồng hành, và để Ngài ban ơn cho chúng ta và giúp cho chúng ta vượt qua được những thử thách đời này, để ngày sau chúng ta được hợp với nhau trên nước trời ca tụng Chúa muôn đời. Xin được chào thăm và chúc mừng. Bây giờ đây chúng ta nghe Đức ông tóm lược lại một số những công việc mà Chúa ơn Chúa đã ban cho chúng ta trong năm, và một vài chỉ dẫn chúng ta để chúng ta tạ ơn của Thiên Chúa. Vừa rồi anh trưởng có đề nghị xin với Đức Cha là có thánh đế đầu năm vào ngày mùng 3 Tết. Có phải vậy không? Dạ đúng rồi ạ. Và tất cả bà con có nhất trí như vậy không? Rồi, chúng ta cho một tràng vỗ tay. Vâng, với sự ước mong của anh trưởng ban tổ chức ngày lễ mùng 1 hàng tháng và trong dịp Tết đặc biệt, thì Đức Cha đã chỉ dạy cho chúng tôi phải làm sao để có thể hoàn thành ít nhất là hạng mục 1, tức là tượng đài Đức Mẹ. Hiện tại đã hoàn thành được bức tượng, nhưng còn các đế chân của Đức Mẹ gồm 3 tầng đây,
như quý ông bà anh chị em đã thấy vẫn còn ngổn ngang chưa thể hoàn thiện được. Nếu có lời cầu nguyện và sự giúp đỡ của quý ân nhân của tất cả mọi người mà chúng con có điều kiện để hoàn thiện, thì công trình này sẽ được đưa vào sử dụng ngay trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão của chúng ta, nghĩa là từ ngày giao thừa trước cái ngày anh trưởng đề xuất. Như vậy đồng ý không ạ? Đồng ý ạ. Vâng, xin kính mời quý vị, không những là ngày mồng 3 Tết mà ngay từ những ngày cuối năm, cố gắng tranh thủ để chúng ta đến với mẹ núi Cúi, tạ ơn mẹ, cùng với mẹ tạ ơn Chúa và cầu xin mọi ơn lành cho tất cả chúng ta.